Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4, sách cánh diều, bài 52, ôn tập trung tiết 2. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 2, đặt tính đổi tính. Câu A: 378.021 cộng với 19.688. 19.688. Các em nhớ là các chữ số trong cùng một hàng thì chúng ta phải đặt thẳng cột với nhau. Rồi, các em cộng từ bên phải sang bên trái. 1 cộng 8 bằng 9. 2 cộng 8 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 0 cộng 6 bằng 6. Thêm 1 bằng 7. 8 cộng 9 bằng 17. Viết 7 nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, hạ 3, 397.709. Rồi tiếp theo là câu B, 85.724. Trừ đi 7.361. 4 trừ 1 bằng 3. 2 không trừ được 6, lấy 12 trừ 6 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3. 5 không trừ được 7, lấy 15 trừ 7 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 8 trừ 1 bằng 7, 78.363. Rồi tiếp theo là các em sang câu C, 12.406 nhân với 31. Đây là phép nhân với số có hai chữ số. Thì các em lấy từng chữ số một các em nhân. Đầu tiên là lấy chữ số hàng đơn vị các em nhân trước. 1 x 6 bằng 6, 1 x 0 bằng 0, 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1. Rồi 12.406 ta gọi là tích riêng thứ nhất. Tiếp theo là các em lấy 3 các em nhân. 3 x 6 bằng 18. Viết 8 nhớ 1. Các em viết 8 lùi vào một cột so với tích riêng thứ nhất. 3 x 0 bằng 0. Thêm 1 bằng 1. 3 x 4 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6. Thêm 1 bằng 7. 3 x 1 bằng 3. 37.218 ta gọi là tích riêng thứ hai. Bây giờ các em cộng hai tích riêng lại với nhau. Hạ 6. 0 cộng 8 bằng 8. 4 cộng 1 bằng 5. 2 cộng 2 bằng 4. 1 cộng 7 bằng 8. Hạ 3. Rồi tiếp theo là các em sang câu D. 7.925 chia cho 72. Chia cho số có hai chữ số thì các em cũng lấy hai chữ số để chia. Nếu hai chữ số mà bé hơn không chia được thì các em lấy ba chữ số để chia. Rồi. Ta lấy 79 chia cho 72 thì cách nhẩm như sau. 79 các em làm tròn thành 80. 72 làm tròn thành 70. Các em nhẩm 80 chia cho 70. 8 chia 7 được 1. 1 x 2 bằng 2. 9 trừ 2 bằng 7. 1 x 7 bằng 7. 7 trừ 7 bằng 0. Các em hạ 2 xuống. 72 chia cho 72 thì bằng 1. 1 x 2 bằng 2. 2 trừ 2 bằng 0. 1 x 7 bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0. Tiếp tục em hạ 5 xuống. 5 bé hơn 72, cho nên 5 chia cho 72 được 0. 0 x 72 bằng 0, 5 trừ 0 bằng 5. Vậy ta được thương là 110 và dư 5. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3, đọc các thông tin sau.
Cần 2.000 tấn nước để sản xuất 1 tấn nhựa. Cần 20 tấn nước để sản xuất 1 tấn thép. Cần 40 tấn nước để sản xuất 1 tấn giấy. Trả lời các câu hỏi. A. Để sản xuất 12 tấn nhựa cần bao nhiêu tấn nước? Rồi, các em hình dung. Để sản xuất 1 tấn nhựa thì cần 2.000 tấn nước. Vậy để sản xuất 12 tấn nhựa thì cần bao nhiêu tấn nước? À, 1 tấn nhựa cần 2.000 tấn nước. Vậy 12 tấn nhựa thì cần, các em lấy 2.000 nhân 12. Lấy 2.000 tấn nước gấp lên 12 lần. 12 tấn thì chúng ta gấp lên 12 lần thôi. 2.000 nhân 12. Rồi, tiếp theo. Câu B, để sản xuất 20 tấn thép cần bao nhiêu tấn nước? 1 tấn thép cần 20 tấn nước. Vậy 20 tấn thép thì chúng ta gấp số tấn nước lên 20 lần. Tức là các em lấy 20 nhân 20. Được chưa? C. Để sản xuất 5 tấn giấy cần bao nhiêu tấn nước? 1 tấn giấy cần 40 tấn nước. Vậy 5 tấn giấy thì ta lấy số tấn nước gấp lên 5 lần. 40 nhân 5. Rồi, các em bấm tạm dừng video và các em tính xem các kết quả này bằng bao nhiêu. 2.000 nhân 12 bằng 24.000. 20 nhân 20 bằng 400. 40 nhân 5 bằng 200. Rồi, cụ thể chúng ta sẽ trả lời như sau. Câu E, để sản xuất 12 tấn nhựa cần 24.000 tấn nước. Ở đây các em chỉ cần trả lời thôi. Người ta yêu cầu các em trả lời câu hỏi thì các em chỉ cần trả lời thôi. B. Để sản xuất 20 tấn thép cần 400 tấn nước. C. Để sản xuất 5 tấn giấy cần 200 tấn nước. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Để nấu một bát cơm, bạn Lâm cần khoảng 75 gram gạo. Nếu mỗi ngày bạn Lâm ăn 4 bát cơm như thế thì 30 ngày bạn Lâm ăn hết khoảng bao nhiêu kg gạo? Rồi, các em hình dung. Để nấu một bát cơm thì cần 75 gram gạo. Mỗi ngày bạn Lâm ăn hết 4 bát cơm. Như vậy, 4 bát cơm thì cần bao nhiêu gram gạo? Các em lấy 75 gram gấp lên 4 lần. 4 bát thì các em gấp lên 4 lần. Được chưa? Gấp số gạo lên 4 lần. Trước hết là chúng ta tính mỗi ngày bạn Lâm ăn hết bao nhiêu gạo. Mỗi ngày bạn Lâm ăn 4 bát cơm. Được chưa? 4 bát cơm. Một bát cơm 75 gram gạo. Vậy 4 bát cơm thì bạn Lâm ăn hết số gạo là 75 gấp lên 4 lần. 75 nhân 4 bằng 300 gram gạo. Mỗi ngày bạn Lâm ăn hết 300 gram gạo. Vậy 30 ngày thì bạn Lâm ăn hết bao nhiêu? Ta lấy 300 gấp lên 30 lần. 30 ngày bạn Lâm ăn hết khoảng số gạo là 300 nhân 30. Cách nhẩm, các em lấy 3 nhân 3 bằng 9. Ở đây có tất cả là 3 chữ số 0 ở cuối cùng. Thì các em viết thêm 3 chữ số 0 vào đằng sau. Bằng 9.000, 9.000 gram. Người ta hỏi là bạn Lâm ăn hết khoảng bao nhiêu kg, chứ không phải là bao nhiêu gram. Vậy các em phải đổi ra kg. 1.000 gram thì bằng 1 kg. Vậy 9.000 gram thì bằng 9.000 gram bằng 9 kg. Đổi 9.000 gram bằng 9 kg. Rồi đáp số 9 kg gạo. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.